Hello, xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay nhà này ghi hình con siêu tơ ha. Đây, siêu tơ của chú anh chị. Đó, chân cẳng chân trước nè ha. Chân sau là đừng cầm đứng thẳng băng luôn, lúng miếng nè cô chú anh chị. Lúng của nó nè, kỳ ha. Con này thì anh vô nhà, anh vô nọc ra, anh được chữa ha. Con này chữa là 2 tháng rưỡi rồi cô chú anh chị. Đó, em bao chữa hết chú anh chị về thì con bò này em bao chữa cho cô chú anh chị mình luôn đó, 2 tháng rưỡi 3 tháng là mình khám thai được rồi ha. Đó, sái lưng nè, sái lưng sái mặt anh em chỉnh nha, đầu tụi tụi ha. Đó, chân cẳng lắc là liền lạc rồi. Siêu đỏ anh gót ha, lúng miếng luôn chân trước chân sau của chú anh chị. Đây, đít nè, lăn dữ. Rồi em báo giá luôn, con bộ này anh chủ nhà anh bán giá là 24 triệu ha. Đó, giá tại chuồng 24 triệu. Cô chú anh chị nào nghĩ mua thì liên hệ cho em. Chân chân móng là cầm đứng thẳng, hang xương to đó, lông da chắc rạc luôn chứ gì, bóng nưỡng đều chân dai đít nè, rang luôn đó, anh chị anh nha, đông quá rồi miếng chiếc bớt ha, miếng bò đây. Sai mặt sai lưng nghiêm chỉnh nha, lông da mức ngược luôn ha. Đó, con bò nè, hết biết bò không chứ gì. Đó, quay tầm xa cho cô chú chị mình thấy rõ bò nè. Đó, giá là 24 triệu ha. Đó, thì cô chú chị gần xa nghĩ mua thì liên hệ. Chữa 2 tháng rưỡi em bao chữa cho cô chú chị mình luôn. Ngày bữa đây em siêu âm là chắc chắn rồi ha. Đó, đít nè, siêu tơ đó. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị mình xem hết, mong cô chú chị mình thấy đúng giá hơn ý mua thì liên hệ cho em ha. Nó quẩn như chém rồi. Đây hình ảnh con cơ gửi của chúng chị mình xem ha. Mong chú chị mình thấy giá hơn ý mua được liên hệ cho em. Rồi để tiếp tục hình ảnh hôm nay ha, em lên con bò kem tơ chữa. Đấy, con này chữa 5 tháng rưỡi cô chú anh chị, thì chữa đảm bao chữa cho cô chú anh chị mình luôn. Về trong vòng 3 ngày 4 ngày cô chú anh chị phải thăm khám lại cho em cái ha, tơ chữa 100% nha. À, chân móng là không có bú ép xe xuống đúng luôn gì hết cô chú anh chị, đầu trụ lỗi luôn, mặt mày là đẹp quá, là đẹp bò ha, kem pháp bông bóm luôn nè. Đó, chiều cao lo không sao là 1m34 bò, lo giữa sái là 1m26 bò ha. Đó, sái mặt là nghiêm chỉnh của chú anh chị, sái lưng là hoàn thiện luôn. Đó, sái lưng hoàn thiện luôn ha. Đây, chân trước nè các chú anh chị,
bảo hành cô chú chị em hết, bỏ tơ chữa đàng hoàng của chú chị. À, thì à, cô chú chị mua về phải thăm khám lại cho em cái em. Bên đây em đã khám rồi nhưng mình phải khám lại cho mình chắc ăn ha. Nếu trong quá trình nuôi á, là mình cô chú chị mình nó có vấn đề ấy thì em cũng không rảnh được, bị vợ chữa đem giao là lãnh là bao ngày cô chú chị khám lại cho em cái xác minh coi cái chữa rõ không ha, chứ đừng để trường hợp mà 3-4 tháng sau hoặc 6 tháng sau 7 tháng sau nói bò không chữa là em không có thích ha. Đó. Đây chữa thì em bán là em bao chữa ha, còn cái vấn đề kia là em bao những người kia, ông bò này bò tơ em chỉ bao chữa thôi ha. Ok em rất là đẹp bò nè. Đồ ăn uống là ăn miệt mài luôn ha, chân cẳng lúng yếm nè, em bao hành của chú chị luôn, không có tật lỗi gì hết, không có ép xe, không có súng đúng súng ruột gì hết em, lúng yếm là coi đẹp đẽ, xong lưng sái nè, bóng bò ghê không? Cô chú chị nào ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. Đây đất nè, nè đất nè, giá tiền là 26 triệu ha. Đó. Nó đẹp bò luôn nè. Rồi. Hình ảnh gửi đầy đủ cho cô chú chị xem tham khảo nha. Đó, giá tiền ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Bò rất đẹp bò ha.